Thưa quý vị, xe cơi thùng chở quá tải hiện đã giảm đáng kể, nhưng bên cạnh đó là tình trạng vi phạm an toàn kỹ thuật cũng rất phổ biến, nhất là tình trạng độ đèn sai quy định. Đây là hành vi không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn gây ra nhiều hệ lụy khi lưu thông vào ban đêm. Ghi nhận của VTC14 cùng lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội. Những chiếc xe chở vật liệu rời bị lực lượng thanh tra giao thông vận tải huyện Phúc Thọ dừng để kiểm tra. Các xe này qua kiểm tra thì chấp hành khá tốt về thành thùng, có phủ bạt khi chở vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, về các điều kiện an toàn kỹ thuật lại có khá nhiều sai phạm. Nhiều xe có hành vi độ đèn chiếu sáng, thậm chí lắp thêm đèn. Vi phạm rõ ràng, nhưng họ có nhiều cách để biện minh. Lấy cả hai cái đèn này cho em nhé. Thế thì về em tự ý em tháo bỏ nhé. Anh em tuyên truyền nhắc nhở đồng chí về đồng chí tự ý tháo bỏ nhé. Dòng xe đây mà nó cũ rồi ấy, thì là đêm cái đèn này nó tối này, bọn em phải lắp thêm này, nó tối lắm, đi rất nguy hiểm. Cái này là khi nào chỗ nào tối quá mà nó mưa hoặc là mưa phùn thì bọn em sẽ lắp thêm, là sẽ bật lên. Còn bình thường sẽ không bật mà chỉ đi cái đèn pha cũ của nó thôi. Đó, trong quy định là không được lắp mà. Trong quy định là không được lắp nhưng bọn em phải lắp vào, không có đi nguy hiểm lắm. Đèn nó rất là tối. Trong số 4 phương tiện kiểm tra thì có tới 4 xe độ đèn. Các xe này cho rằng xe tải hoạt động ban đêm sau nhiều năm sử dụng thì đèn bị mờ nên buộc phải độ thêm đèn. Trong khi đó, theo quy định thì lại không được phép. Đèn nó hơi tối nên là độ. Trong quy định có được phép đâu? Vâng, biết là sai nhưng mà nhiều khi là tối nên đi sương mù. Nên lắp thêm cái đèn đấy cho này, phá sương. Đèn của nhà sản xuất thì thế nào? Đèn nhà sản xuất thì nó hơi tối. Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã phối hợp với công an huyện để xử lý những các cái trường hợp mà cố tình vi phạm, đặc biệt là vấn đề quá khổ quá tải và vệ sinh môi trường ở các cái đơn vị vận tải hoạt động trên cái địa bàn huyện. Thì chúng tôi đã xử lý hàng trăm trường hợp quá khổ quá tải, tước giấy phép lái xe hơn 30 trường hợp và tước phù hiệu vận tải theo quy định. Cũng theo đội thanh tra giao thông vận tải huyện Phúc Thọ, thời gian qua đã tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền các lái xe, doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Riêng về xe quá khổ quá tải đã phát hiện xử lý tới gần 100 phương tiện từ đầu năm đến nay. Cái vấn đề quá khổ quá tải thì cái mức phạt theo cái nghị định 100 nó rất là cao. Ngoài cái xử phạt tiền ra thì còn tước giấy phép lái xe và tước phù hiệu vận tải. Thì có những cái trường hợp là rất là chây ý. Chúng tôi kiểm tra có những cái trường hợp người ta gọi điện thoại người thân để can thiệp nhưng chúng tôi cương quyết xử lý. Có những trường hợp chúng tôi kiểm tra cái xe tải khoảng 5-6 tiếng thì mới xử lý được. Chấn chỉnh, xử lý xe quá khổ, quá tải hiện là chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải trong thời gian qua. Và ngoài những vi phạm nêu trên thì cũng cần phải quan tâm xử lý tình trạng độ đèn hay còi hơi để ngăn ngừa từ xa vi phạm cũng như tai nạn giao thông.